Kính chào quý vị và các bạn. Ngày đầu tiên của năm mới 2021, thời tiết các vùng miền cả nước nhìn chung khá thích hợp cho các kế hoạch nghỉ ngơi và vui chơi. Với miền Trung thì mưa đang giảm nhanh, còn ở miền Bắc ban ngày có nắng nên rét sâu sẽ chỉ diễn ra về đêm cho đến sáng. Ngay như sáng nay, nền nhiệt miền Bắc hạ thấp nhất trong đợt rét lần này khi mà các đỉnh núi cao nhiệt độ đều không vượt quá là 2,8 độ, thậm chí tại Ba Vì ở Hà Nội nhiệt độ chỉ xấp xỉ là 7 độ. Dự báo tiết trời rét cóng sẽ còn duy trì trong cả đêm nay đến sáng ngày mai. Vùng màu tím hồng với mức nhiệt rất thấp vẫn bao trùm hầu khắp khu vực miền Bắc. Các đỉnh núi cao nhiệt độ sẽ không vượt quá 3 độ, tức là mức độ rét sẽ vẫn tương đương như sáng ngày hôm nay. Quý vị hãy chú ý bảo vệ sức khỏe và giữ ấm, nhất là trong khoảng thời gian từ 4 giờ cho tới 7 giờ sáng. Còn trưa chiều nay, cảm giác sẽ khác hẳn khi mà trời có nắng ấm. Vùng nhiệt màu hồng tím sẽ được thay thế bởi vùng nhiệt màu xanh với mức nhiệt ấm hơn. Nhiệt độ chiều nay cũng sẽ tăng tới hơn chục độ so với thời điểm sáng sớm. Cao nhất tại thủ đô Hà Nội và các nơi khác của miền Bắc sẽ phổ biến trong khoảng là từ 14 cho tới 20 độ. Ở miền Trung, các thành phố như là Đồng Hới, Đà Nẵng, Huế hay là Hội An trong chiều nay cũng khá rét với mức nhiệt chỉ trong khoảng là từ 15 cho tới 21 độ, trời lại còn có mưa nhỏ. Với các thành phố Quy Nhơn và Nha Trang trong chiều nay cũng có mưa nhưng nhiệt độ cao hơn 23 đến 27 độ. Nam Bộ trong chiều nay trời có nắng đẹp, lại có gió đông bắc thổi làm bầu không khí khá thoáng mát, nhiệt độ ở đây không nơi nào vượt quá 30 độ. Chuyển sang thời tiết biển, quanh huyện đảo Hoàng Sa cảnh báo gió vẫn mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh. Với huyện đảo Trường Sa thì lưu ý phần phía tây của khu vực này, gió cũng mạnh cấp 6, cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, trời có mưa dông đi kèm với lốc xoáy, biển động. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết cho các thành phố trên cả nước trong chiều và tối nay. Dự báo chiều nay toàn Bắc Bộ trời nắng hanh, nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội, Ninh Bình, Hải Phòng, Sơn La, Điện Biên Phủ từ 17 đến 20 độ. Về đêm nhiệt độ sẽ hạ xuống hơn chục độ so với ban ngày, chỉ còn từ 6 đến 9 độ. Chênh lệch nhiệt độ lớn dễ khiến trẻ nhỏ có sức đề kháng yếu, dễ mắc các bệnh về đường hô hấp. Để trẻ vừa thoải mái vui chơi trong kỳ nghỉ Tết dương lịch, các bậc phụ huynh hãy để ý điều chỉnh quần áo cho trẻ phù hợp với thời tiết, nhắc trẻ đeo khẩu trang khi ra ngoài và rửa tay thường xuyên với xà phòng để phòng bệnh.